trong hội chợ hình như bán nhiêu ta, 25 ngàn. À, làm quán cà phê gia đình, vị trí quá thuận lợi hả, vừa ngồi ngắm công viên cà phê. Có cái đầu quay, cầm quay quay. Nói chung là nó nhiều hơn cái công viên làng hoa hồi nãy ha. Với lại đèn ướt cũng sáng sủa hơn. Còn ở dưới kia thì nó tối quá. 2-3 khu chơi.